Xin chào các bạn. Trong video này thì Phượng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn lọc những cái bạn bè mà không tương tác nhé. Thì cái lọc này thì cũng có rất nhiều người người ta làm cái dịch vụ đấy. Nhưng mà khi mà các bạn đăng ký dịch vụ thì các bạn cần phải gửi cho người ta cái mật khẩu với cả số tài khoản với mật khẩu của Facebook ấy. Thì cái phí mà làm để sử dụng cái dịch vụ này thì nó rẻ lắm. Nó mình có biết một bạn bạn ấy làm có 86k thôi, nhưng mà cái mà mình không thích đó là mình cần phải đưa cho họ cái số cái mật khẩu và cái tài khoản Facebook của mình thì họ mới có thể quét được. Chính vì mình không thích điều đó, và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn không cần phải thuê dịch vụ và cũng không cần phải đưa Facebook cho ai hết mà mình tự làm. Đó, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ vào Google và các bạn gõ này, multi tool for Facebook. Đây, mình gõ nó ra đây thì các bạn ấn vào đây nha. Multi tools for Facebook. Và các bạn ấn vào cái tab đầu tiên này. Cái link đầu tiên này. Đó. Chúng ta sẽ ấn vào đây nha. Và chúng ta sẽ ấn thêm vào Chrome nhé. Đâu rồi? Cái mạng của mình nó hơi bị kém. Đây. Chúng ta sẽ ấn là Add to Chrome này. Thì các bạn sử dụng trình duyệt Cốc Cốc hoặc là trình duyệt Chrome để các bạn thêm vào nhé. Thêm tiện ích vào này. Đó. Các bạn chờ một chút. Đang checking rồi. Mạng nó hơi kém. Rồi, ok. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái thanh công cụ này, nó sẽ có cái hình màu xanh xanh giống như kiểu cái tu viết hay cái gì đây. Đó, đại loại là cái hình này này. Đó. Cái clay. Đấy, các bạn ấn vào đây nhá, ấn vào cái chỗ xanh xanh này. Sau đó các bạn chọn chọn cái tool này, vào tool này. Tools. Ấn vào tools. Rồi, các bạn chọn Group Scanner. Cái dòng thứ ba nha, Group Scanner. À đâu, no, chúng ta sẽ vào Friends Remove nha. Friends Remove. Yes. Đúng rồi, đây là cái Friends Remove này. Và khi chúng ta ấn vào đấy á thì no. Sorry, chúng ta không phải Friends Remove đâu. Mà chúng ta vào Interaction Scanner. Cái Friends Remove này là cái mà chúng ta đã hủy rồi ấy. Chúng ta đã hủy và bây giờ chúng ta unfriend lại ấy. Đó, nhưng mà chúng ta đang muốn xóa bạn đúng không? Chúng ta phải vào Interaction Scanner. Có nghĩa trong cái phần mềm, trong cái ứng dụng này thì nó có rất nhiều các cái chức năng. Chúng ta sẽ khám phá từng chức năng một. Và đây là chúng ta sẽ tập trung vào cái mà chúng ta sẽ hủy những cái bạn bè mà không tương tác. Đấy, nếu như mà chúng ta có 5.000 bạn bè nhưng mà họ không tương tác thì chắc chắn họ sẽ không nhìn thấy cái bài đăng của chúng ta. Chính vì vậy nên chúng ta nên xóa họ đi và chúng ta sẽ kết bạn thêm những cái người bạn mới là khách hàng tiềm năng của chúng ta, rồi những cái người mà người ta sẽ tương tác nhiều hơn với mình thì những cái bài mà mình đăng họ mới có thể nhìn thấy. Đó, các bạn chờ một chút nha. Cái mạng của mình nó hơi bị kém. Nó đang loát đấy. Đó, ở trong này thì khi mà mình loát lên ấy thì nó sẽ có những cái cột như là tên Facebook của họ là gì này, rồi họ đã tương tác bao nhiêu lần này, rồi comment bao nhiêu lần này. Đó, và nó sẽ thể hiện hàng loạt là từ những cái người mà tương tác nhiều nhất cho đến những cái người mà tương tác ít nhất, thì chúng ta sẽ tìm kiếm. Đây đây, ra rồi. Đây nha. Đấy, như mình vừa nói ấy, thì nó sẽ có là cột là tên Facebook này. Đây là cái số lượt người ta tương tác này, đây số lượt người ta comment này, thì nó sẽ hiển thị là từ cái cao nhất, những cái người mà tương tác cao nhất cho đến những cái người tương tác ít nhất, dần dần xuống dưới đây, xuống dưới đây. Và nó còn rất nhiều những cái người ở dưới này đây, nó sẽ có là 10 dòng hay bao nhiêu dòng đấy nữa, thì chúng ta sẽ ấn chọn all rows.
chúng ta chọn tất cả các dòng luôn nha. Để mục đích là chúng ta sẽ vào tất cả các cái bạn bè của chúng ta đấy. Đấy, thì ở đây nhá, các bạn nhìn này, Tân Phạm này, 1976 lượt tương tác, có nghĩa cái này nó sẽ là like, comment, share hoặc là ấn vào cái đường link nào đó trên cái bài viết của mình. Đó, thì đó cũng gọi là một lượt tương tác. Còn cái này là nó tính riêng của phần comment. Comment, đây, chị này comment rất nhiều, 249 lượt comment. Đấy, xong đến người thứ hai, người ta sẽ tính cái lượt tương tác nhiều nhất này, 1976 này, Lê Minh Thiện 1234 này. Đó. Cái mạng của mình nó đang loát nha các bạn nha, chờ một chút nha. Mạng kém quá. Mình sẽ phải chỉnh sửa lại cái mạng này của mình một chút, các bạn chờ để mình khởi động lại máy nhé.